Các bạn lưu ý là bơm đều tay để dung dịch tạo khói được ra đều. Sử dụng một dòng máy để phun thuốc trừ sâu, diệt mối, diệt muỗi, diệt côn trùng vân vân với cấu tạo nhỏ gọn và giá thành rẻ thì hãy cùng theo Bảo Yến tìm hiểu về dòng máy phun khói mini với mã 2000G VNPK đến từ thương hiệu của Vinafarm này. Máy sử dụng được đa dạng nguyên liệu, phổ biến thì bà con hay sử dụng để diệt muỗi, diệt côn trùng, diệt mọt, khử khuẩn vân vân. Ngoài ra, máy còn được sử dụng để phun khói trên màn ảnh sân khấu, phun khói trong các studio chụp hình quay phim. Về chi tiết của dòng máy phun khói mini này, máy với dung tích bình hóa chất lên tới 2 lít. Phía trước là bình đựng nước với dung tích 200cc, máy sẽ được thiết kế thêm một bộ đánh lửa tự động. Và lửa sẽ được hiển thị ở phần đầu máy, kèm theo là một cái đầu ra của khói. Buồng đốt sẽ được bảo vệ bởi lớp lưới inox bên trong cực kỳ chắc chắn. Phía trên chúng ta được thiết kế thêm một cái tay bóp. Đây là phần đầu bơm để vệ sinh buồng đốt. Nút điều chỉnh tăng giảm ga, kèm theo là một cái phần để kết nối với bình ga mini. Phía sau chúng ta sẽ có một cái van hai chiều. Forget chúng ta sẽ sử dụng để phun khói, còn cooling chúng ta sẽ sử dụng để vệ sinh buồng đốt. Phụ kiện kèm theo máy phun khói mini này là bao gồm một đầu bơm để thay thế trong bình. Nắp bình, khi các bạn sử dụng xong chúng ta sẽ cất bình đi để bảo vệ độ bền của bình tốt nhất. Kèm theo là một dây đeo với hai đầu được làm bằng inox chắc chắn không bị hư hỏng trong quá trình sử dụng. Máy sẽ không thể nào bỏ qua được một tờ sách hướng dẫn sử dụng và một tờ phiếu bảo hành. Máy sẽ được bảo hành lên tới cho bà con trong vòng 12 tháng và kèm nhân viên hướng dẫn cho bà con trong quá trình sử dụng. Với những tính năng nổi bật mà máy phun khói mini VNPK 2000G này mang lại, bà con còn chần chừ gì mà không sở hữu ngay? Hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại ở bên dưới màn hình hoặc truy cập website để hiểu rõ hơn về thông tin sản phẩm. Còn bây giờ, Bảo Yến xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.